dân cách ngôi an yên. Đời xưa thái tạo sinh nàng đế nguyên, mày liêu sinh thay thanh tân sóng giải. Đến năm 17 cha tháng trăng còn, lòng mẹ thương con. Đêm ngày ấm ủ thắp hướng khấn Phật, khấn nguyện ngày đêm mong sao được vậy. Vậy có thơ hồi niên rằng xéo vậy rằng tình cờ lại gặp ôi a à, là đế vương phải chăng là con tạo hóa ôi a à, nhưng nào thấy chùa mà thanh vắng đêm nằm mơ mộng ông Bụt bảo rằng mày lấy được chồng a à, ban na nhang nhị thừa hồi niên ấy mây sẽ là đây ấy mây gọi là đây sẽ ở lên là đường ấy đây à sẽ ở lên là đường nàng ở trong phòng thật là ôi a à, chim chuyên đêm ngày mà khấn Phật mây để lấy chồng a à, nhị thừa hồi niên ấy mây sẽ là đây ấy mây gọi là đây sẽ ở lên là đường ấy đây à sẽ ở lên là đường đường về nhà tôi ôi à xa thanh ôi là mà tôi phải mây để đông nơi à xe à vàng nhị thừa lên là dạ tiếng này.